Xin kính chào các quý thính giả của Đài Spadina Khắp Mọi Lần nữa tôi xin được trở lại trong chương trình với một tin tức mới, không phải về thuốc, gì dinh dưỡng nữa, mà nói về bia, về những cái tin tức mới nhất mọi vị thấy trên thị trường ngày hôm nay. Thì cái rượu bia là như thế nào, bia là loại thuốc uống như thế nào, chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem cái lịch sử của nó như thế nào, cách làm như thế nào và cái lợi ích và tai hại của rượu như thế nào. Ngoài ra chúng ta sẽ đi qua sơ qua cái bia trong lịch sử của nhân loại, bia trên thế giới, bia tại Hoa Kỳ, bia tại Đức và chúng ta cũng không quên được bia tại Việt Nam. Thì trong cái thời thượng cổ Y Lạp chúng ta thấy là những cái di tích hiện nay đã tìm thấy cho thấy là có sự hiện diện của rượu thời bây giờ khoảng 3 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh. Và những cái, 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 những cái thành tích của cái khảo cổ cho thấy là có thể liên hệ tới cái rượu bia lúc bây giờ. Và tại châu Âu thì ta có quá nhiều hình ảnh của những cái nơi sản xuất bằng tay chân để mà sản xuất rượu bia trong cái thời cổ và đặc biệt nhậu bia cũng rất là phổ biến tại những xứ tại châu âu riêng tại quốc kỳ thì chúng ta không có thể tưởng tượng được thì có quá nhiều loại bia và thực sự không có thể nhớ được là cái loại nào và thực sự nhóm nào ngoại trừ budweiser, miller, coors vân vân Tuy nhiên khi chúng ta vào nhà hàng thì chúng ta được dọn những loại bia cái màu khác nhau tại vì chúng ta đã bỏ những chất khác nhau vào trong đó và thực sự tôi cũng có thể hiểu được hết tất cả những cái chất nào họ bỏ trong đó vì rất là phức tạp và cái hương vị nó hoàn toàn khác với những cái bia cổ truyền. Ngoài ra cũng cần nhắc đến cái loại là craft beer tức là cái loại sản xuất trong nhà địa phương với tính cách thủ công mà họ làm và sản xuất cho những cái nhà hàng địa phương cái hương vị nó rất là tươi và nó cạnh tranh rất là lớn với những cái công ty bia rất là lớn tại những cái nơi khác trên thế giới. Chính vì vậy những cái company này họ muốn mua hẳn những cái loại craft bia này và muốn tiêu diệt nhưng mà thực sự không có giải quyết được. Tại cái số người sản xuất cái craft bia này cũng rất rất là phổ biến tại Hoa Kỳ ở những nơi khác trên thế giới. Hiện nay tại Đức thì quý vị nhớ là mỗi tháng 10 thì ta có một cái cái cái, cái, cái lễ hội nhậu bia tại Đức gọi là Oktoberfest. Oktoberfest tức là tất cả mọi người trên thế giới kể cả dân Đức họ uống rượu bia cả ngày kéo dài cả tuần lễ hay bất tuần như vậy họ rất là vui tại vì cái xứ sản xuất rất là nhiều bia và người Đức lúc nào họ cũng có thể uống bia được như tại Việt Nam thì chúng ta cũng thể quên được cái hình ảnh những người mà làm việc lao động khổ nhọc và cái ngày cuối ngày thì họ chỉ muốn thưởng thức một cái loại bia và chúng ta thấy có đủ loại bia bia 33, bia Sài Gòn v.v. V. đó là những cái loại bia mình thường thấy Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới thì cái quốc gia Úc vẫn là nơi sản xuất nhiều nhất bia trên thế giới. sau đó thì là sau đó tới Hoa Kỳ. Hiện nay quý vị thấy cái hình ảnh rất là lạ là tại vì sau khi có cái tin là cái có một cái phi thuyền được hạ cánh tại cái sao quả Mars thì người ta thấy có sự hiện diện của quảng cáo là quảng cáo bia ở trên cái quả tình đó là cái để cho quý vị vui thấy là cái cái người mà ảnh hưởng của cái giới mà truyền thông và cái giới thương mại nó rất, rất là lớn Chúng ta sẽ đi qua chút xíu về cái cách làm bia như thế nào thì nó sẽ có qua nhiều giai đoạn khác nhau. Quý vị không cần nhớ rõ nhưng mà thực sự nó chỉ sản xuất từ cái lúa mạch, làm nghiền nát đi, ràng lọc lấy nước, đun sôi đi diệt trùng, sau đó làm nguội lại và lên men bằng nấm trong cái giai đoạn này. Thì trước đó người ta bỏ những húp lông vào và đạo điều chuyện cho lên rượu để đóng chai và vào thùng. Thường thường phải chờ khoảng 2-3 năm để cho cái rượu nó ngon thì quý vị sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh tóm tắt lại những cái tiến trình làm rượu bia vì không cần nhớ nhưng quý vị nhớ hai cái điều thứ nhất là cái lúa mạch là cái nơi để sản xuất để làm rượu bia cái chất mà hops hay là húp long tiếng pháp là sau khi mà đun sôi rồi để nguội thì người ta bỏ cái húp long vào để có cái vị đắng và cái mùi thơm của cái rượu bia và đồng thời cái nấm để tạo ra cái men rượu và sau đó được đưa vào ủ và để sản xuất đóng thùng để sản xuất ra phía bên ngoài. Đó là cái chương trình của nó. Chính như vậy, khi chúng ta nói tới bia, chúng ta phải nói tới lúa mạch, nói tới hớp, hút lon và nắm mà thôi. Thì cái thành phần của bia chúng ta cũng phải thắc mắc là cái bia thực sự nó dùng nó thế nào nhưng mà thử thắc mắc thử nó có cái gì trong đó. Thực sự nó chính là alcohol 4-8% và cái tổng số calorie do cái đường, cái chất protein và những cái chất sinh tố trong đó đặc biệt vitamin B6 hoặc là những cái chất cả flavonoid và chất lupulin từ cái chất hớp lon mà ra là hớp thì nó tổng số nó là 140 cari thì cái cari này thực sự nó cung cấp năng lượng bây giờ những người lao động nặng họ thích uống nhiều bia để cung cấp thêm cái cari cho họ thay vì họ phải ăn nhiều hơn và có nhiều người họ uống từ 4 tới 5 lon bia một ngày và sau đó họ đi ngủ họ nhưng mà họ vẫn còn có thể tồn tại được và cái số cari này nó tương đương tới hai chén cơm hay là một cái phần ăn nào đó thì đó là cái lý do tại sao Bởi vì có thể thấy có nhiều người chỉ uống bia mà họ có thể tồn tại được. nhưng mà trong cái bia nó có một cái trái đặc biệt là trái hops hay tiếng pháp gọi là hops lon nó trơn xuất ra chất lupulin Lupulin là một cái chất làm cái gì giúp cho an thần dễ ngủ, giúp cho giảm đau nhức và giúp tăng phytoestrogen đặc biệt cho người phụ nữ mà à, đã tắc kinh. chính vì vậy vì thấy uống rượu đã giúp dễ ngủ rồi còn thêm cái chất húp long nữa giúp dễ ngủ và đồng thời những người lao động họ thích tại vì giúp dễ ngủ thì giảm đau nhất đến như rồi tại sao mà có quá nhiều người uống bia như chúng ta thấy bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần bia lợi hại như thế nào để chúng ta sẽ phân tích rõ thứ khi mà những cả nghiên cứu chúng ta thấy cho tới giờ cái này thì uống vừa phải một lon và hai lon đàn ông chỉ có thể giúp được tảm một phần tỷ lệ tim mạch như là ít thôi và giảm tỷ lệ thoái hóa của não nhưng mà nếu gì nhìn thấy những cái tai hại của nó thì rất là nhiều. Như vậy thấy sẽ tăng cái tỷ lệ chết, tăng cái tỷ lệ ung thư cổ hồng, thực quản và vú, tăng tỷ lệ chai gan, tăng tỷ lệ mất trí nhớ ở tuổi già. Và thực sự cái điều quan trọng nhất tôi muốn trình bày cho quý vị ngày hôm nay đó là phát xuất từ cái tạp chí y học Lancet. Thực sự họ đã đưa ra cái tin này vào mùa xuân 2018. Nhưng mà gần đây thu động lại thì người ta thấy là Tất cả những nghiên cứu về rượu từ năm 1990 cho tới 2016 trên tất cả 195 quốc gia khác nhau đưa đến kết luận là gì? Không có bằng chứng nào cho thấy rượu có lợi cho sức khỏe dù uống nhiều hay ít. Tuy nhiên khi mà nói về nghiên cứu chúng ta phải nhớ là nghiên cứu về bia nó gặp có rất nhiều khó khăn. Tại vì có quá ảnh hưởng của nhà sản xuất bia, quá ảnh hưởng của nhà đề tiền bạc và quá ảnh hưởng về họ không có muốn là những nghiên cứu nói xấu về cái rượu bia của họ và tai hại của bia. Chính vì vậy, vào tháng 6, 2018, thì bác sĩ Francis Collins, giám đốc nghiên cứu về bia của National Health, cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ, đã có một dự án trăm triệu đô la để nghiên cứu về bia, nhưng ông đã hủy bỏ vì bị quá nhiều ảnh hưởng của các công ty rượu bia trên thế giới. Phản ứng phụ của bia, chúng ta cần nhớ, là đỏ mặt không đứng dưỡng, ối mửa, buồn ngủ, phụ nữ có thai không được uống vì có thể gây dị tật và có thể gây ra mức độ cao về tăng diện áp, tăng huyết áp, tăng mỡ đa dạng và ảnh hưởng đến trí nhớ, đồng thời ảnh hưởng đến mập bụng, vân vân và có thể đưa đến chai gan, viêm tụy tạ. Ngoài ra để mà kết luận những cái điều mà quý vị nãy giờ nó nghe rất là nhiều thì quý vị thấy bia có một số chất dinh dưỡng tốt ta không thể từ chối được bia sẽ giúp bia ăn thần và dễ ngủ bia có một giá trị khi uống thật ít bia có nhiều tai hại chắc chắn do alcohol và bia chắc chắn sẽ đưa đến chai gan bờ nhắn nhủ của tôi là nếu gì đang uống bia thì cần giảm xuống càng ít càng tốt phụ nữ có thai nên tránh uống bia tránh được rượu là điều tốt nhất vì hậu quả lâu dài của nó kiên rượu là cái điều tốt nhất khoa học thay đổi không ngừng và tốt hơn tuy nhiên các nghiên cứu về khoa học đôi khi bị ảnh hưởng nhiều của lợi nhuận và bóp méo chính vì vậy những điều biết hôm nay có thể sẽ không thay đổi trong tương lai xin so, mong quý vị hiểu cho xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin uh, quý vị có thể xem lại bằng cách vào youtube.com và đánh chữ bản tin đi học quý vị sẽ tìm lại được cái những cái bài học ngày hôm nay xin cảm ơn quý vị một lần nữa.